Serin từng nói bỏ thuốc giết chết con tôi rồi còn gì. Sau đó lại nói cô ngăn không cho cô ta đưa thuốc insulin cho ba của tôi. Cô ta cũng nên biết tôi là Go Inzo và chứng kiến mọi việc. Hoàng Gia Hưng đã biết hết mọi chuyện rồi. Cô ta đã biết Serin và tôi giết Inzo. Bây giờ hãy mang chùm chìa khóa của chú Serin đến cho tôi ngay lập tức. Tôi sẽ không đưa cho dù tôi có cả đống tiền đâu. Con chắc chắn không bị Serin nắm điểm yếu gì hay sao? Nếu có thì phải nói với mẹ. Mình có nên nói chuyện này với mẹ không? Cô hãy gửi bản sao của chứng cứ cho tôi và nói với O'Hara vẫn còn người khác nắm giữ bí mật này. Như vậy cô ta sẽ không thể đụng vô cô được. Tôi sẽ gửi liền. Chứng cứ mà cô đang nắm giữ chính là cái chết của ba tôi sao?